là nhiều bạn đến đây là bạn ấy khoanh đoán D, đúng không? Khoanh đoán D nhìn thấy hai nghiệm mà các bạn ấy quên mất rằng chúng ta phải có điều kiện đấy, chúng ta phải quên mất rằng là có điều kiện của các bạn. Xin chào các bạn, hôm nay ta sẽ đến với một cái chủ đề khá là hay trong cái phần là ôn thi học kỳ này, đó là chủ đề là tránh bẫy trong cái đề thi học kỳ. Thực ra thì chúng ta nói hoa mỹ một cách gọi là tránh bẫy, nhưng mà thực ra nếu mà nói một cách theo kiểu học sinh thì gọi là tránh sai ngu đấy, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cả những cái câu mà các bạn có thể sai trong cái đề thi học kỳ này, thì thầy sẽ phân tích từng cái câu một các bạn nhé. Bây giờ ta sẽ đến với câu đầu tiên. Câu số 1. Đề bài người ta bảo rằng là thể tích của cái khối hộp chữ nhật là ABCD, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Khi người ta cho ba cạnh là AA phẩy, AB với AC bằng chừng này. Thì đến đây thì rất là nhiều bạn bạn ấy sai lầm ở cái chỗ này. Đấy là mỗi một bài thì thầy sẽ phân tích cho các bạn là sai lầm và cái hướng đi đúng nhá. Cái sai lầm ở đây ấy, thì các bạn nhìn thấy rằng là các bạn sẽ nhân ba cạnh luôn với nhau, bởi vì hình hộp chữ nhật thì chúng ta nhân ba cạnh với nhau mà, đúng không? Hình hộp chữ nhật nhân ba cạnh với nhau là điều hoàn toàn đúng, đúng nhỉ? Thì bạn ấy nhân là A nhân 2A nhân với cả căn 5A một cái là các bạn phải đáp án C. Nhưng bạn ấy không phải đáp án C. Phải sai ngay lập tức. Lý do là bởi vì đây là người ta cho cái cạnh là cạnh AC, thì bọn em phải nhớ rằng là ví dụ hình hộp chữ nhật như thế này. Ví dụ đây là cái đáy nhá. Đây là cái đáy này. Đúng không? Thì người ta cho như thế này này. Đây là A này. Đây là B này, đây là C này, đây là D nhá. Người ta cho cạnh AB thì bằng 2. Người ta cho cạnh đường chéo. Đấy, cái sai lầm ở cái chỗ này này. Nên cho cạnh này bằng căn 5. Đấy, như vậy các bạn phải dùng Pythagore các bạn tính cái cạnh này ra này. Đấy, các bạn phải tính được cạnh này thì cạnh này bằng 1. Được chưa? Đấy, các bạn phải tính được cạnh này ra bằng 1. Tức là cạnh mà BC ấy, thì nó bằng 1, đúng nhỉ? Như vậy, cái thể tích của khối hộp chữ nhật thì nó phải là A phẩy nhân với cả là AB nhân với cả là BC. Thế này cơ. Thì anh này của các bạn nó ra là A này nhân AB là 2A này nhân tiếp BC là A nữa này. Như vậy kết quả nó ra là gì nhỉ? À, là 2A mũ 3. Bài này ta phải khoanh đáp án D cơ. Đấy, thì cái sai lầm nhớ là lúc này người ta cho cạnh là cạnh đường chéo chứ không phải là cái cạnh của cái hình chữ nhật. Thì đây là cái câu đầu tiên nhá. Câu số 2 nào. Cho một cái hàm số là y bằng fx có bảng biến thiên như sau, hỏi rằng là hàm số đã cho là đồng biến trên khoảng nào dưới đây. Thì khi mà đọc đến cái đề đến đến cái đoạn này ấy, thì rất là nhiều bạn mà đến sẽ nhìn thấy luôn là nó đồng biến lên luôn, tức là từ đây đến đây và từ đến đây, đúng không? Bạn ấy sẽ thì nhìn thấy đồng biến. Thì rất là nhiều bạn sẽ khoanh là đáp án là baby. Đấy, có nhiều bạn thì lại khoanh là đáp án C. Nhưng hai đáp án này phải là hai đáp án bỏ đi đầu tiên. Tại vì rằng là khi chúng ta xét về tính đồng biến nghịch biến ấy, ta không được phép sử dụng là ký hiệu hợp và cũng không được sử dụng ký hiệu là dấu trừ như thế này, không được sử dụng nhé. Đấy, như vậy trong cái bài này thì nó chỉ còn đáp án A và đáp án Daddy thôi, để chỉ nhận đáp án A và đáp án D. Thì đáp án A thì một đến vô cùng thì một nó nằm ở đây thì không phải rồi, tại vì nó chứa cái điểm này là cái điểm mà làm cho hàm số nó không xác định. Thì cái bài này của các bạn ta nhìn thấy rằng là nó là đáp án D từ âm vô cùng đến một nhá. Đấy, cái hai cái miền của chúng ta xét ấy thì nó phải là miền liên tục như chưa nào, chứ còn cái miền của chúng ta đang xét nó mà không liên tục là chúng ta phải bỏ đi. Ví dụ bài 6. Cho cái hàm số là fx nó xác định và liên tục trên cái miền là R trừ 0 có bảng xét số của f phẩy như sau. Hàm số đã cho là có bao nhiêu điểm cực trị. Nhưng muốn là điểm cực trị ấy thì nó phải thỏa mãn ba cái điều kiện. Điều kiện đầu tiên x0 nhá là điểm cực trị. Nó phải thỏa mãn này, thứ nhất là x0 nó phải thuộc vào tập xác định cái đã. Đây là điều đầu tiên. Cái thứ hai đấy là cái f phẩy tại cái điểm x0 ấy là nó bằng 0 hoặc là nó không tồn tại luôn. F phẩy tại x0. Kể cả không tồn tại nhưng x0 vẫn phải thuộc vào tập xác định nhé các bạn nhé. Và cái thứ ba đấy là chúng ta phải nhớ rằng là f phẩy x nhỉ. Nó phải đổi dấu. Còn đổi dấu từ âm sang dương hay từ dương sang âm thì kệ nó, được chưa? Miễn là nó đổi dấu khi nó đi qua cái điểm x0. Đấy, thì chúng ta nhớ rằng là nó có thể thỏa mãn ba điều kiện này thì mới là điều cực trị. Thì ta nhìn vào đây, ta nhìn thấy ở đây là có bốn cái ứng cử viên đúng không? Bốn ứng cử viên. Nhưng bây giờ ta nhìn thấy là từ đây đến đây là nó không đổi dấu này. Vậy anh em bỏ qua này, được chưa? Tiếp theo nhá.
tại cái điểm này, tại cái điểm mà không tồn tại này, thì mặc dù nó đổi dấu nhưng cái điểm này lại không thuộc vào tập xác định. Bọn em nhìn thấy cái đề bài người ta cho này L chứ không không, thì cái điểm này nó là không thuộc vào tập xác định, chúng ta bỏ qua. Vậy trong bài này nó chỉ có hai điểm trị thôi các bạn nhé. Bài này là bài này đấy, được chưa? Làm là nhiều bạn là khoanh cái bài này là khoanh là 4, có những bạn cẩn thận hơn thì lại khoanh là 3, nhưng mà đáp án đúng là 2 nhé. Đây những câu bẫy mà để cho các bạn tránh ra trong cái đề thi học kỳ mà. Ví dụ trong cái bài này cho cái hàm số là y bằng mx có bảng biến thiên như sau, hỏi rằng hàm số đã cho là có bao nhiêu cực đại. Thì rất là nhiều bạn mà đấy nhìn thấy đây, ôi rồi ôi cực đại đây, ôi giời ơi có hai, khoanh đáp án là đáp án daddy đúng không, nhưng mà sai. Bởi vì sao? Người ta hỏi về bao nhiêu cực đại, tức là người ta đang nói về y cực đại ấy. Thì trong cái bài này đây chính là y cực đại này, và đây cũng chính là y cực đại này, thì bài này chỉ có một giá trị y cực đại thôi, nó bằng một đây này, nó bằng một đây này, bài này khoanh đáp án C đúng chưa? Tức là phải phân biệt, chúng ta phải phân biệt được các cái khái niệm. Thì thầy đã dạy các bạn các cái khái niệm là liên quan đến là điểm cực trị này đúng không, điểm cực đại, điểm cực tiểu. Khi nào ấy người ta nói rằng là bao nhiêu điểm cực đại thì bài này mới là hai điểm cực đại, tức là đồng phải x, nhớ chưa nào? Đấy nhá. Tiếp đến câu số 8, tổng số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số này là bao nhiêu. Thì làm cái bài toán này thì rất là nhiều bạn bạn ấy cứ cho mẫu số bằng 0. Đấy, nhìn thấy là tương đương với x bằng 2. Đấy, thế là mạnh dạn là khoanh đáp án A thì sai. Là bởi vì là các bạn đấy, khi thầy đưa ra cái bài này là gần như là các bạn ấy sai hết cái bài này, lý do là bởi vì là bạn ấy không kiểm tra, đây mới chỉ là điều kiện cần thôi. Thế còn điều kiện đủ các bạn ấy không kiểm tra. Tức là chắc gì cái lim của các bạn nó đã tiến ra đến dương vô cùng đúng không các bạn? Thì chúng ta phải kiểm tra rằng là cái hàm số y bằng ấy là x bình phương trừ đi 2 này, thành nhóm x ra ngoài nhé. Thì ở trong đó là x trừ 2, trên cho là x trừ 2. Thì anh này nó bị rút gọn đi, nó còn x thôi. Như vậy bài này của các bạn nó không có tiệm cận đứng luôn ấy. Được chưa? Bài ta khoanh đáp án C. Đấy. Bẫy đấy. Cho nên là rất là nhiều bạn là đi thi thế là không bao giờ kiểm tra, có cái thói quen là kiểm tra cái điều kiện đủ của tiệm cận đứng, cứ không tìm lim mà, được chưa, không tìm lim, cứ nhìn thấy cái mẫu số thôi. Đấy, đấy là cái sai lầm, được chưa? Câu số 11 cho một hàm số là y bằng fx, nó xác định và liên tục trên R và có bảng biến thiên nhìn vẽ dưới đây. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng? Đấy, câu này thì test các bạn xem là các bạn nhận định thế nào về cái giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất này. Hàm số có giá trị nhỏ nhất và không có giá trị lớn nhất. Đấy. Thì rất là nhiều bạn nhìn đây đây, ui giời đây rồi, giá trị nhỏ nhất đây rồi, giá trị lớn nhất đây rồi. Ui giời cẩn thận lắm, đáp án này thì đáp án sai. Ok. Đúng không? Đấy, nhìn thấy đấy. Hàm số có một điểm cực trị, sai rồi đúng không? Hàm số có hai. Đấy. Hàm số có hai điểm cực trị, ừ, như thế này đúng. Nhưng đọc câu tiếp theo, hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất thì bằng trừ 3. Ái chà, nhìn thấy có vẻ đúng đây đúng không? Đấy, nhìn thấy cái chỗ này thấp đây, chỗ này cao này, đúng không? Đáp án D này lại đáp án sai. Vậy ta khoanh đáp án C nhé. Đúng không? Tại vì là các bạn nhớ rằng là cái âm 3 này, nhưng nó có giá trị âm vô cùng đây này, và nó giá trị dương vô cùng này. Tức là một thằng là đi vào lòng đất, được chưa? Thì ta nhìn thấy rằng là nó không có giá trị nhỏ nhất. Một thằng thì lên trên tận là trời xanh này, được chưa? Thì nó không có giá trị lớn nhất. Đấy, như vậy trong cái bài này thì chúng ta phải khoanh đáp án C nhé. Câu số 12 cho hàm số là fx có đạo hàm là f phẩy xác định trên R và fx bằng trừ này. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là bao nhiêu? Thì đến đây thì nhiều bạn rất là cẩn thận. Thì số điểm cực trị tức là số nghiệm đơn, đúng không các bạn? Số nghiệm đơn. Thế là nhìn thấy đây, chà, chỗ này là bình phương, là nghiệm kép rồi, đúng không? Nghiệm kép. Thế là nghiệm kép này thì chúng ta nhìn thấy rằng là chúng ta bỏ qua rất cẩn thận. Thì anh này là có một điểm cực trị, ta phải đáp án A đúng không? Nhưng bài này sai. Sai. Là bởi vì đây là đề bài cho fx chứ không phải là f phẩy x. Cho nên cái fx này các bạn phải nhân ra để chúng ta đạo hàm là fx nó bằng này là x nhân với cả là x bình phương trừ đi 2x, và chúng ta cộng với cả 1 thì anh này là x mũ 3.
trừ đi 2x bình phương và cộng với cả là x, thì chỗ này chúng ta phải ép phẩy lên, đạo hàm lên thì nó ra là 3x bình phương trừ đi là 4x và cộng với cả là 1, và anh này mà bằng 0 thì tức là tương đương với là có một nghiệm của các bạn nó bằng bao nhiêu, nó bằng là 1, còn một nghiệm của các bạn nó bằng 1/3. Đấy, nó phải như thế này cơ mà, đúng không? Cho nên trong các bài này phải là có hai điểm cực trị nhá, phải đoạn là đoạn B, được chưa? Cái bài này cho cái phương trình, người ta hỏi là số nghiệm thực của phương trình này là bao nhiêu đấy. Thế thì khi gặp cái bài này thì rất là nhiều bạn ấy làm này nhá, tương đương với này, cẩn thận cẩn trọng đúng không, rất là cẩn trọng là đưa cái thằng này vào trong, tức là loga cơ số 2 của là 2x trừ đi 1 tất cả bình thì nó bằng là loga cơ số 2 của x trừ đi 2 tất cả bình. Vậy tức là tương đương với là 2x trừ đi 1 tất cả bình thì nó bằng là x trừ đi 2 tất cả bình, tương đương với anh là 4x bình phương trừ đi 4x cộng với cả 1 thì bằng là x bình phương trừ đi 4x cộng với cả là 4. Vậy tức là tương đương với 4x với cả trừ 4x bên này là hết sạch đúng không? Như vậy chuyển về sang nó còn 3x bình phương trừ đi 3 bằng 0, tức là tương đương với x của các bạn bằng cộng trừ 1 đúng không? Đấy, x bằng cộng trừ 1. Thế thì khi mà x bằng cộng trừ 1 ý, thì rất là nhiều bạn đến đây là bạn ấy khoanh đáp án D đúng không? Khoanh đáp án D nhìn thấy hai nghiệm mà các bạn ấy quên mất rằng chúng ta phải có điều kiện đấy, chúng ta phải quên mất rằng là có điều kiện của các bạn, điều kiện là cái thứ nhất là 2x trừ đi 1 này này bình phương ấy là phải lớn 0, và có một cái điều kiện nữa là x trừ đi 2 phải lớn hơn 0. Đấy thì chúng ta phải nhớ cái điều kiện này, vậy tương đương với như sau. Nhớ là khi làm việc với loga chúng ta phải có điều kiện x lớn hơn 2 và x của các bạn nó phải khác là gì? 1/2. Nhớ là tại vì bình phương thì luôn lớn hơn bằng 0 rồi. Thì muốn nó lớn hơn 0 thì 2x trừ 1 phải khác 0 thôi. Thì x khác 1/2, được chưa? Như vậy chốt lại thì cái điều kiện này là x lớn hơn 2 là được rồi. Như vậy với cái điều kiện này này thì cả hai nghiệm bị loại hết. Mà cho bài ta khoanh là đúng là đáp án B chứ không phải đáp án D nhé. Đấy, bài này nó bị vô nghiệm nhé. Hoặc là ví dụ như là có nhiều bạn là bạn ấy không biết là bằng một cách nào ấy bạn ấy loại bớt nghiệm đi ấy, thì bạn ấy còn là một nghiệm là một chẳng hạn đấy đúng không nhỉ, thì bạn ấy khoanh là đáp án A chẳng hạn là cũng bị sai đấy. Lưu ý trong những cái bài mà loga này thì chúng ta phải kiểm tra kỹ điều kiện, và người ta hỏi là số nghiệm thực, tức là về số lượng ấy, về số lượng người ta hỏi về số lượng ấy nhá, được chưa? Câu này, câu số 15 cho hai số thực là A với cả là B với là một nhỏ hơn A nhỏ hơn B, khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng. Thì nói chung là khi gặp cái bài toán này thì nhiều bạn bạn ấy cũng bị phân vân giữa các cái đáp án này. Thế thì để cho mà các bạn không bị nhầm khi chúng ta đi thi với những cái bài toán mà so sánh ấy, thì cách tốt nhất đấy là bọn em sẽ làm cái động tác đó là bọn em sẽ lấy các giá trị cụ thể cho thầy khẳng định đúng đúng không? Đấy, như vậy là ví dụ một này nhỏ hơn 2 này nhỏ hơn 3 này, ví dụ thế này. Được chưa? Tức là anh này nó là A. Anh này nó là B. Cứ nhớ là chúng ta khi đi thi chúng ta làm như thế thì nó là chuẩn nhất mà không ngờ nữa chúng ta bị nhầm, được chưa? Đây nhá, ví dụ nhá. Đầu tiên này loga này cơ số B của A đúng không? Tức là của 3 này, của 2. Đấy, ta xem bấm xem nó có nhỏ hơn 1 không nhá. Anh này đúng là nhỏ hơn 1 chưa? Như vậy là 0,63, ok nhỏ hơn 1. Bây giờ loga cơ số A của B đúng không? Ta kiểm tra luôn. 2 của 3. Xem có lớn 1 không? 1,5, ui dồi, bài này ta khoanh luôn đáp án này. Đấy, bây giờ nhìn thấy ngay. Được chưa? Đấy, nhớ rằng là trong những cái bài toán này chúng ta hoàn toàn có thể lấy các cái giá trị cụ thể chúng ta làm thì không bao giờ nó nhầm được. Câu số 16
Đề bài người ta cho một tứ giác là SABCD, có đáy nó là hình vuông của cạnh bằng A. Cạnh bên là SA vuông góc với cả mặt phẳng đáy và SA bằng trừ này. Đấy, người ta bảo tính thể tích của khối chóp. Thì nhiều bạn là bạn ấy nhẩm rất là nhanh, đúng không? Bạn ấy nhẩm rất là nhanh là diện tích ABCD mà chả cần vẽ hình đâu, đúng không? Thì nó là A bình phương luôn, đúng không? Bởi vì hình vuông mà A mà lại có SA thì nó bằng là căn 2 nhân A. Thế từ đây ta suy ra thể tích thì bằng là gì? 1 phần 3 của diện tích ABCD nhân với chiều cao là SA. Thì anh này là 1 phần 3 nhân với cả là A bình nhân với cả là căn 2 A. Như vậy anh này nó ra là căn 2 A mũ 3 trên cho 3. Thế bạn ấy đi khoanh đoạn C đúng không? Đấy. Nhưng mà sai lầm của học sinh ấy là không đọc kỹ cái đề bài, không đọc hết cái đề bài. Cứ tính tính thể tích khối chóp phát là dừng lại. Mà đề bài người ta cho là SABC chứ không phải SABCD. Như vậy nếu mà muốn tính là thể tích SABC thì các bạn phải chia đôi nữa. Vậy bài này chúng ta khoanh đáp án đúng là đoán D nhé. Đấy, V của SABC thì các bạn phải chia một nửa ra, 1 phần 2 thể tích SABCD. Đấy, nhớ chưa? Đi thi là chuyên môn có kiểu là đọc không kỹ cái đề bài, đọc không hết cái đề bài ấy, là vì thế sai, toàn sai những cái câu mà nó gọi là vớ vẩn ấy, đúng không? Sai ngu đấy, đúng không? Câu số 17 nhá. Cho một cái khối lăng trụ có diện tích đáy thì bằng là 10 cm vuông và chiều cao thì bằng 0,3. Tính thể tích của khối lăng trụ thì có nhiều bạn bạn ấy nhớ công thức lắm, đúng nhở? V lăng thể tích của khối lăng trụ, V lăng trụ, V lăng trụ. Đấy, ta nhớ là thể tích lăng trụ thì lại là chỉ diện tích đáy nhân với chiều cao ấy. Nhớ công thức rất là tốt luôn, đúng không? Thì bằng là 10 nhân với 0,3. Ôi rồi nhìn thấy là sướng quá rồi, đáp án 3, đáp án B, đúng không? Sai rồi, đúng không? Tại vì sao? Tại vì đơn vị ở đây nó khác nhau. Đơn vị ở đây nó khác nhau. Tức là 10 cm vuông với chiều cao nó là 0,3 mét thì chúng ta phải đổi ra cùng đơn vị. Đáp án này đều là đơn vị là cm khối. Như vậy là cái 0,3 này các bạn phải đổi ra thành là 300. Được a 3 30, được chưa? 30. 30 cm. Đấy, các bạn phải đổi ra. Thì chúng ta phải nhân với cái chỗ này là nhân với cả là 30. Đấy. Nhân 30 này. Thì anh này của các bạn nó ra là 300 cm khối. Thì bài ta khoanh đáp án C mới là đáp án đúng nhá. Đấy. Nhiều bạn là lúc mà thầy test cái đề này cho cái hội mà lớp off của thầy ấy, chả đứa nào nổi quá nổi 30 câu. Rồi đến bài số 19, tập nghiệm của bất phương trình này là bao nhiêu? Thì với cái bài toán này nếu mà các bạn làm theo kiểu tự luận thì các bạn phải nhớ về cái bất phương trình logarit cơ bản để chúng ta làm. Được chưa? Tức là nếu như bài này mà các bạn muốn làm theo hướng tự luận nhá, thì chúng ta sẽ làm kiểu như thế này. Thầy sẽ giúp các bạn là chúng ta đặt điều kiện trước. Thì điều kiện là x dương. Nhưng nhớ rằng điều kiện x dương không là chưa đủ. Thì chúng ta phải nhớ rằng là ta coi như đây chính là biểu thức logarit nữa này. Tại vì logarit nó lồng bên trong mà. Nên sai lầm của học sinh này, được chưa? Là không có đặt điều kiện bên trong. Đấy. Chúng ta nhớ rằng là cái này chúng ta phải có điều kiện là logarit cơ số 1 phần 2 của x là anh phải dương nữa. Đúng không? Tại vì bản chất nó đây cũng là một biểu thức của logarit mà. Được chưa? Tức là tương đương với là x thì dương. Còn ở dưới này x của các bạn nó phải nhỏ hơn bao nhiêu? Nhỏ hơn 1. Tức là 1 phần 2 mũ 0 đấy. Đây chính là bất phương trình logarit cơ bản này. Nhưng mà cơ số của các bạn là cơ số gì? Cơ số nhỏ hơn 1 đây này. Cho nên chiều của nó bị thay đổi. Tức là cái điều kiện của chúng ta một điều chắc chắn là x thì dương nhỏ hơn 1. Đây điều chắc chắn thôi. Đây mới là điều kiện thôi nhá. Được chưa? Thì trong cái bài này thì chúng ta nhìn thấy ngay nó không thể là đáp án D được rồi. Đúng không? Cũng không thể là đáp án B được rồi. Đáp án B và đáp án anh này bị loại luôn. Tại vì nó chỉ chạy từ đến tối đa là một thôi. Anh này chạy đến tận 3, anh này chạy đến tận dương cuối cùng là sai thôi. Chỉ còn giữa đáp án A và đáp án C. Được chưa? Thì nếu mà cần làm tự luận nữa thì bọn em nhìn thấy rằng là gì, chúng ta có là bất phương trình nó sẽ tương đương với như thế này nhá, là loga cơ số 1 phần 2 của x. Thì có phải là đây là coi như là bọn em hình dung là giống như kiểu loga cơ số a ấy, của là b ấy, mà nhỏ hơn 1 ấy, thì tức là tương đương với, tại vì cơ số a này cơ số lớn 1 ấy thì b sẽ nhỏ hơn a không, đúng không?
tức là anh này là nhỏ hơn là 3 mũ 1 không, là 3 không? Thì đến đây thì tương đương với là cái cơ số này lại là cơ số nhỏ hơn 1 này. Cho nên khi chúng ta bỏ đi ấy, thì anh này thành lớn hơn, nó bị đảo chiều là 1 phần 2 mũ 3. Thì anh này là 1 phần 8. Thì tức là kết hợp với cái thằng này lớn hơn 0 nhỏ hơn 1. Thì ta nhìn thấy ngay là x của các bạn là lớn hơn 0 nhỏ 1 phần 8. Thì trong bài này chúng ta nhìn thấy ngay rằng là à đâu lớn hơn 1 phần 8 thì phải là từ 1 phần 8 đến 1 chứ. Quỳ 1 phần 8 đến 1 chứ. Đúng không? Như vậy trong bài này ta phải cho học sinh. Thì cái sai lầm của học sinh ấy, trong cái bài này này, cái sai lầm của học sinh là cái gì? Cái sai lầm của học sinh đó là các bạn không đặt được thêm cái điều kiện này. Đấy, chúng ta bỏ qua cái điều kiện này này. Điều kiện này này là các bạn sẽ nhìn thấy ngay là các bạn sẽ lấy lớn 1 phần 8 và các bạn sẽ khoanh rất dễ và khoanh vào đáp án D. Đây là cái sai lầm của học sinh. Thế nhưng mà bây giờ để tránh phòng tránh cái chuyện sai lầm ấy thì chúng ta có thể cái dạng này ấy, khi đề bài người ta cho các cái khoảng ấy, chúng ta có thể là sử dụng cái mà là phương pháp là chúng ta dùng Casio, dùng máy tính chúng ta thử. Thì bây giờ ví dụ nhá, bạn em nhìn thấy là thầy sẽ điền các cái miền này lên trên bảng, lên trên cái trục số. Anh này là 0 này, anh này là 1 phần 8 này, xong rồi đến 1 này, xong rồi đến là 3 này. Anh này du cùng nằm đây, âm cùng nằm đây. Đáp án A nhé, từ 0 đến 1 đây là đáp án A này. Đáp án B là từ 1 phần 8 đến 3, 1 phần 8 đến 3 đây là đáp án B. Đáp án C là từ 1 phần 8 cho đến 1, 1 phần 8 đến 1 là đây. Đáp án C đây. Và đáp án D là từ 1 phần 8 cho đến tận dung vô cùng, ai chả, đây. Thế thì với cái bài toán này chúng ta có thể thử như sau. Thử nhé. Đây. Bấm này. Chúng ta bấm nhé. Nhập cái thằng này vào loga cơ số 3 của loga cơ số 1 phần 2 của x. Được chưa? Chúng ta thay nhé. CLC vào làm sao nó nhỏ hơn 1 là được. CLC nhé. Ví dụ thầy kiểm tra đáp án D nhé. Các em nhìn thấy là đáp án D ấy, nó đang bao trùm cả đáp án C, đang bao trùm cả đáp án B. Thì nhớ là chúng ta đừng có lấy hai, tại vì nếu mà chúng ta lấy hai tức là nó đang ở trong cả đáp án B đấy. Chúng ta lấy giá trị nào ấy là nó chỉ đúng trong cái mà cái đáp án chúng ta đang thử thôi. Ví dụ thầy sẽ lấy là 4, tức là nó nằm hẳn ngoài này đi. Được chưa? C là sẽ 4 nhá. 4 5 hay bao nhiêu cũng được. Với em nhìn thấy nó bị sai chưa? Mát Ezo ngay đúng không? Đáp án D này bị loại. Tiếp đến đáp án B này thì thay số 2 vào đây, tại vì đáp án B nó đang bao trùm cả đáp án C. Thì chúng ta phải CLC, ví dụ CLC tại 2 thì bọn em nhìn thấy ngay cũng không đúng, được chưa? Đấy, như vậy là đáp án B bị loại. Giữa đáp án A và đáp án C thì bọn em chọn một cái thằng, ví dụ cái chỗ này nằm hẳn ngoài đáp án C đi, giả sử như là 1 phần 16 đi, đúng không? Đấy, nó nhỏ hơn đi, CLC tại 1 phần 16. Các bạn nhìn thấy ngay là nó ra là 1,26 là sai rồi, tại vì chúng ta muốn là nhỏ hơn 1 cơ mà. Đây này, muốn nhỏ hơn 1 cơ mà, đúng không? Như vậy đáp án A là bị sai. Thì chúng ta khoanh ngay được đáp án C. Thì đáp án C này thì bọn em có thể thử nhé. Cứ lớn hơn 1 phần 8 nhỏ hơn 1 là được. Ví dụ thầy C là C tại là 1 phần 2. Được chưa? Thì bọn em nhìn thấy đấy, nó ra 0 rồi. Được chưa? Ra 0. Ra 0 thì anh này là nhỏ hơn 1 là đúng rồi, đúng không nhỉ? Đấy. Thì lưu ý trong cái bài 19 này. Câu số 20. Hàm số là y bằng mx có đạo hàm là y phẩy bằng x bình, mệnh đề nào sau đây là đúng? Thì nhiều bạn là đến đây là bạn ấy hay làm cái động tác là đấy, cứ cho là như thế này thì chúng ta lại y phẩy một lần nữa. Đấy là 2x, cái sai lầm của học sinh như này. Là thế là anh này cho bằng 0. Rất là tự tin luôn là x bằng 0. Sau chúng ta lập cái bảng biến thiên ra. Đấy, đây là x, đây là y phẩy đi. 0 này, dương vô cùng này, như đúng rồi luôn đúng không? Đấy, như đúng rồi này. Đấy, thì chưa? Xong rồi anh này là dương, anh này là âm. Úi giời, nhìn thấy sướng quá. Hàm số nghịch biến trên cái miền là từ âm vô cùng đến 0 và đồng biến trên cái miền là từ 0 đến dương vô cùng. Úi giời, đúng rồi. Đúng không? Đấy. Khoanh ngay đáp án B nhưng mà sai. Tại vì sao? Tại vì đề bài này người ta cho sẵn chúng ta là y phẩy rồi. Tức là người ta đạo hàm sẵn cho các bạn rồi. Thì cái y phẩy các bạn thấy là luôn lớn bằng 0 rồi. Đúng không? Thì hàm số của bạn nó đồng biến trên R hết. Đúng nhỉ? Đấy, thế thôi. Chúng ta lại nên đạo hàm nữa làm gì nữa cho nó mệt, đúng không nhỉ?
cho một cái đa thức là có đồ thị như vậy sau đây. Như vậy đây thì chính là đồ thị Fx rồi, không có bẫy gì ở đây rồi. Đây là Fx nhá. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho là bao nhiêu? Nhiều bạn thì nhìn vào đây, úi dồi ôi, điểm cực tiểu đây rồi, sướng thế. Đáp án là C đúng không? Sai. Tại vì sao? Người ta hỏi là điểm cực tiểu nhưng mà là của đồ thị hàm số. Thì khi nói đến đồ thị hàm số ấy, tức là nó phải nói đến là tọa độ của điểm. Tọa độ điểm tức là phải bao gồm cả x cả y, tức là bao gồm cả hoành độ cả tung độ. Được chưa? Như vậy trong cái bài này của chúng ta ấy, thì cái điểm này gọi là điểm cực tiểu ấy, thì nó phải có tọa độ là 3 với cả là -1. Bài ta phải khoanh cho bạn D nhá. Đấy, cái sai lầm của học sinh là phân biệt không kỹ cái các khái niệm. Chú ý nhá. Câu số 29. Hàm số là y bằng fx có bảng biến thiên như sau, số đường tiệm cận của đồ thị hàm số đã cho là bao nhiêu? Thì cái bài này thì nhiều bạn đây đếm vào đếm này. Đây là 1 này. Đúng không? Đây là 2 này. Đây là 3 này. Ôi đây là 4 này. Bài ta khoanh cho bạn C. Sai. Tại vì sao? Cái tiệm cận đứng thì đúng rồi, anh ấy ok. Nhưng mà cái tiệm cận ngang ấy, thì chỗ này là y bằng 0 là tiệm cận ngang. Chỗ này cũng là y bằng 0 là tiệm cận ngang, thì tiệm cận ngang nó chỉ có một thôi. Tại vì chỗ này là x tiến âm vô cùng thì nó vẫn là y bằng 0, còn tiến lên dương vô cùng nó vẫn là 0. Tiệm cận đứng của tiệm cận ngang nó chỉ có một thôi. Vậy trong bài này chỉ có 3 đường tiệm cận tất cả. Vậy ta khoanh đoán A nhé. Đấy, sai lầm của học sinh rồi. Được chưa? Nhìn cứ nhìn nhìn vào cái đồ thị này là chúng ta khoanh vào là chết này. Cho hàm số là y bằng mx có đạo hàm trên R và là hàm số f phẩy. Đấy. Biết rằng đồ thị f phẩy được cho nhìn vẽ và hàm số đã cho là có bao nhiêu điểm cực đại. Thì cái bài này thì cái sai lầm của học sinh là cứ nhìn vào đây cái là nhìn thấy à đây là một điểm cực đại rồi. Thế là khoanh đáp án là đáp án A thì cái này sai. Tại vì sao? Tại vì là chúng ta nhớ rằng đây vẫn là đồ thị f phẩy, nó giống như kiểu cái bài đồng biến nghịch biến lúc nãy ấy. Đúng nhỉ? Thì chúng ta phải nhìn nhá. ví dụ đây là x, đây là f phẩy đi. Thì các bạn nhìn thấy là nó cắt trục OX tại hai điểm là 0 với 1 đây đúng không? 0 này, 1 này. Đây là 0. Đúng không? Từ 1 trở đi thì bọn em nhìn thấy là toàn bộ cái đồ thị này nó dương đúng không? Nó dương này. Từ 0 đến 1 nó cũng dương. Thế còn là cái chỗ này của các bạn thì nó bị âm, đúng không nhỉ? Âm vô cùng đến đây thì nó bị âm. Như vậy anh này đi xuống, còn anh đi một mạch lên trên. Như vậy bài này không có điểm cực đại nào cả. Được chưa? Đấy, bài này có điểm cực tiểu nhưng không có điểm cực đại. Vậy bài ta phải nói C. Đấy, ok. Thì ở trên đây là 35 câu mà nó rất dễ rơi vào những cái tình huống là các bạn mắc sai lầm. Thì thầy hy vọng rằng là với cái chủ đề này thì đi thi chúng ta sẽ không bị sai những cái câu mà như thầy vừa mới nói. Tóm lại, chúng ta đọc kỹ hướng dẫn cái đề trước khi mà chúng ta làm. Đấy, thế là được chưa nào? Và chúc các bạn là ôn thi thật là tốt và chúng ta không bị sai ở những câu mà vớ vẩn như thế này các bạn nhé. Xin chào các bạn.